Một combo bay cúp huyền thoại Golem Wizard rất là tuyệt vời cho anh em nhà chính tao hơn 10 nha. Let's go. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm nay mình mong muốn giới thiệu cho các sếp một combo bay cúp huyền thoại đến từ King Kansdy. Bạn ấy bay cúp bằng một combo là Golem Wizard rất hay luôn các sếp ạ. Đây này các sếp này. Và có kẹp đơn vị lính thủ nhà, đó chính là PK và Valkyrie ở trong khí cầu chiến. Thì bạn ấy đã triển khai tấn công như thế này đây. Và theo như bạn ấy chia sẻ thì việc sử dụng cái combo này là để cho Golem đỡ đòn cho Wizard bung những cái công trình ở phía ngoài. Đây như anh em có thể thấy, bắt đầu rải Golem ra này để cho Wizard bung này. Rồi và sau đó khi mà đã dọn được đẹp như thế này thì sẽ có lava dẫn đường để cho khí cầu chiến vào khu vực phía trong. Ở thời điểm này thì bạn ấy đã mở một cái lối ở đây. Đó. Sau khi mà khí cầu chiến với cả là anh em đã cắm thẳng vào á, bởi vì là trong khí cầu chiến sẽ là PK và Valkyrie nên nó sẽ không ưu tiên vào khu vực nhà chính đâu, nên chúng ta cần sử dụng tàng hình. Đây, lava nó sẽ đỡ đòn này cho khí cầu chiến nó chạy thẳng vào khu vực nhà chính. Đây các sếp này. Đó. Và anh em nhớ nha, có tàng hình luôn nha, nhiễu xương. Đấy, thả tàng hình cho công trình để cho PK Valkyrie nó cắm thẳng vào khu vực nhà chính luôn. Uy tín rồi. Đó, cái combo này nó khó ở cái đoạn là anh em lưu ý cái tàng hình, bởi vì nó không phải là Sneaky Goblin ở trong đó, mà để đảm bảo PK Valkyrie nó quẩy tốt hơn. Và những cái bình xương đó là các bạn lúc mà thả cuồng nộ nó cũng sẽ nhiễu những công trình xung quanh đấy, cannon, tháp cung hoặc archer. Tùy vào tình huống của những trận đấu thì anh em có thể nhiễu ở những khu vực khác nhau. Trong trận này thì King Candy đã ăn được luôn. Và cái combo này bạn ấy sử dụng là không cần dùng đến King nha, chỉ cần Queen là ok rồi. Ngon. Đấy, các sếp thấy hay cho lượt like, share, đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất combo mẫu bay tuyệt vời nhất ở trên kênh nha. Vâng, tiếp tục là sẽ một trận đánh ở cái nhà này nữa các bạn. Rồi, bạn ấy ủi cho cái đống này và thông vào đây. Đây, Golem vẫn là đi trước để đỡ đòn cũng như là cho Wizard ở phía sau yểm trợ. Bạn ấy thả tiếp tục siêu công thánh binh để mở lối vào đây, dẫn lối đấy, đỡ đòn đấy. Và Wizard, ui, ôm bom phá được cái xoáy hay nha. Và Golem bây giờ ủi vào tiếp thì ba cánh quân đang rất rộng luôn. Tầm này không biết bạn cần phải sử dụng khí cầu chiến không, bởi vì cỡ những Wizard như thế này thì nó đang ăn ngon rồi. Lava này, lava đỡ hai bên này. Rồi khí cầu chiến cứ vậy là ủi thôi. Rồi bạn này rất đẹp luôn, khí cầu chiến đi đúng một mạch thẳng khu vực nhà chính. Rồi bịt cái đóng băng luôn, phấn khởi. Úi xời, ngon. Valkyrie PK lục nhà chính nhanh lắm. Rồi bắt đầu nhiễu xương vào bên đây, expose các thứ mất đi sự tập trung. Và ở thời điểm này thì em Queen cứ chạy vòng ở khu vực phía ngoài để đảm bảo lấy hai sao ngon luôn các sếp. Còn bắt được đại bàng luôn chưa? Úi rồi, xương quá ghê. Một trận bắt rất tốt, đánh hai sao lụm ngon cơm luôn các sếp. Và đánh bạn không sử dụng kinh đâu, tuyệt vời. Ok, tiếp tục đến với trận thi đấu tiếp theo nhá. Ồ đây, nhà chính thao 12 luôn, sợ gì, chiến hết. Golem vô để xem nào. Wizard vẫn là những pha đỡ ở khu vực phía ngoài, không vội gì phải xoắn cả, cứ bình tĩnh là chiến thôi. Mốc tất cả rồi nha. Pha này là các bạn có thể thấy là hai cây thổi gió nó thổi vào hướng trực diện này, cường độ có luôn. Rồi và đỡ đòn đi. Bốc chạy thẳng từ nhà chính, những em xương nó nhiễu kì kìa các bạn. Rồi PK ủi luôn em Queen này. Ông bạn có tính bắt được luôn cái đại bàng không? Hẹt đấy. Tầm này chưa bạn chưa bung Queen. Tiếp tục nhiễu ông lava. Quý giáp vẫn đang bắn chùa. Tesla trên kia nó lòi ra nhưng mà vẫn không sợ. Bắn tiếp cái nữa. PK quay xe vào khu phía trong giùm nào. Bạn ấy đang muốn để lấy hai sao đây mà, chắc chắn là như vậy không. PK bắt đại bàng để thả em Queen ở khu phía ngoài ăn thêm 100. Rất lì đòn đến từ PK. Hay
Rồi tầm này thì em Queen lo hết. Tầm này em Queen thả vào đâu để lo hết những 10% còn lại nào. Rồi có cả Wizard ở bên hông rồi này. Yeah, uy tín ngay. Hai sao quá đẹp luôn ạ. Được. Đấy, anh em lưu ý là phải thả vị trí các đơn vị tướng như thế nào để hai sao cho nó hợp lý nha. Ngon luôn, 52%. Tuyệt vời. 18 cúp y đầu. Tiếp tục với nhà chính town 14. Vâng, vua lì đòn rồi. Để xem hướng trực diện này sẽ như thế nào đối với một thanh niên town 10 không có kinh. Vô lầm đỡ đòn nha. Go Gui đây. Go Gui Pe vẫn là phấn khởi luôn. Anh em nào mà không thích đánh lính bay thì đây combo lính bộ luôn cho xếp thoải mái. Và rất nhiều combo hay nữa nha. Một bình xương để nhiễu rồi, kích hoạt khu vực nhà chính này. Ê, đốt nhà chính này, tàng hình các thứ PK nó sẽ cắm vào thẳng rồi. Rồi, uy tín rồi. Ở nhà này than 14 nó cứng hơn nên việc ăn 2 sao nó cũng sẽ hơi khó hơn so với những nhà khác. Rồi, cứ từ từ rồi, bạn này đang cố gắng. Ôi, bằng xương nhiễu cho những đơn vị tướng nữa kìa. Nhảy nhé, rồi, một pha gồng Queen để bốc trong tơn này nào sếp. Ok, baby. Uy tín luôn ạ. Được của nó. Nhẹ nhàng quá nha. Vâng, tiếp theo là một nhà chính than 14 nữa. Ôi rồi. Đập ngay nhưng mà bạn ấy chưa kích hoạt nhà chính vội đâu các bạn ạ. Anh em thả động đất là cũng lưu ý là như thế nha. Bởi vì kích hoạt nhà chính sớm thì đội quân này sẽ bị đốt. Wizard chịu không được nhiệt đâu. La lô tầm này bắt đầu mới vô đây này. Ôi, tới bến lắm. Mình cũng nghi lanh quanh khu nhà chính nó sẽ có cái xoáy. Bom to đúng to đành luôn ạ. Vâng, một mớ Wizard đang ủi vào thẳng khu vực nhà chính bằng vị trí của em Queen. Và tên này không cần sử dụng đến lính hội thành cũng được. Ngon đấy nhảy. Hay này. Chiến thế là ok rồi. Nhưng mà phá bom nhà chính đau thật. Rồi lại một nhà chính than 14 nữa. Úi xời. Sợ đấy. Đâu rồi. Một nhà này rất sâu ở khu phía trong nhà có xếp nha. Và nhà này cứng luôn. Rồi, phòng thủ rất cứng ở nhà chính than 14. Tướng tá thì mắc khỏe. Úi 80, 30. Những em phá tường đang vào nhưng mà không phá được lớp tường gì luôn. Rồi, Lava có mặt này. Cái này lì đòn phết đấy chứ. Quyết định đồng Queen này. Nhiễu luôn, chuẩn bị có đầu tư một đống spell trong trường hợp này đấy. Đói, những em xương nó bắt đầu ra rồi kìa. Inflow nhiều kia. Ơi, rồi. PK lúc này đã tàng hình rồi thì PK nó chỉ nhắm thẳng vào khu vực nhà chính nó đốt rồi. Đầu tư liên tiếp hai bình đóng băng để dứt điểm cái nhà chính ở đây. Đấy. Thắng lợi rồi đấy. Một combo cực kỳ nhẹ nhàng cho các sếp nha. Và lưu ý anh nhớ tàng hình khi mà PK chứ không phải là Sneaky Goblin nên nó không ăn thẳng vào nhà chính ngay đâu các sếp ạ. Và nếu các bạn thấy thích video này của mình nhớ cho một lượt like, share, đăng ký kênh Akari Gaming của mình các bạn nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Các sếp nào mà có múc vé vàng, gói gem hoặc những cái gói ưu đãi mà anh em bị lỗi quốc gia cần tư vấn gì, liên hệ ngay fanpage Akari Gaming, mình sẽ tư vấn cho các bạn nhé. Sếp nào tự làm được rồi anh em nhớ nhập mã Akari ủng hộ nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.